Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, vào đêm ngày 18 tháng 7, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị sạt lở khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp đã khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động cao nhất. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật được từ tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 16 phút sáng ngày 19 tháng 7, thì trận lũ ống trên thượng nguồn bắt đầu đổ xuống sông Dương Tử, kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mê Công, dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to, kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Mã Long, một người dân 73 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp nói rằng, vào khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ ngập lụt đang diễn ra, điện đường thì bị đánh sập. Người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê, thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại hình ảnh từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống, thấy những cơn lũ ống, lũ quét đang ầm ầm un un từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim, động vật núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời mưa, những cơn lũ ống, lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói tiếp, suốt từ đêm ngày 18 tháng 7 tới tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét. Đêm ngày 18 tháng 7, ông nhận thấy một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện hình thành, lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con sông Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn ở châu Phi. Tiếp tục câu chuyện, ông còn cho biết tiếp, tính đến ngày 19 tháng 7, những trận mưa to đến rất to liên tục trút xuống cho những tỉnh, thành phố nói trên và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc. Để cho thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 chính là một năm đại thảm họa và đại đen tối đối với Trung Quốc. Người đàn ông 73 tuổi ở hạ lưu sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp còn than vãn rằng chúng tôi chưa từng chứng kiến thảm họa nào mà như thảm họa dịch bệnh Covid. Thiên nhiên như năm nay, thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tồi tệ như thế này. Ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý khán giả và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền Trung Quốc, Bắc Kinh lại liên tục gặp những điều đen tối như vậy? Phải chăng người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc mang lại những vận mệnh không tốt cho đất nước này? Đó chính là câu hỏi hiện chưa có câu trả lời. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính ông Tập Cận Bình là người đem những điều không may mắn cho Trung Quốc. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính ông ta đã là người gây ra những rắc rối, những hiềm khích hay những đụng độ căng thẳng trên khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan, lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực. Bằng chứng thể hiện rõ ràng nhất đó là từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chính quyền ở Trung Quốc, thì 14 nước láng giềng xung quanh đất nước Trung Quốc đã gây hấn với 13 nước. Chỉ cần nhìn vào điều đó thôi, chúng ta cũng hình dung ra rằng chính phủ của Trung Quốc là như thế nào rồi. Chưa kể việc chính quyền ông Tập Cận Bình đã chế tạo ra một loại vũ khí sinh học mang tên COVID-19, để bây giờ nó đem lây lan đau thương cho cả nhân loại. Đây chính là tội ác của Trung Quốc, cho nên mẹ thiên nhiên, đấng tối cao được cho vẫn tiếp tục ra tay trừ khử Bắc Kinh. Các nước nói rằng Trung Quốc đang bị trừng phạt bởi mẹ thiên nhiên, đấng tối cao. Và đúng là không sai. Bất kể những ai làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý và đi ngược với an ninh an toàn của thế giới thì đều bị trừng phạt. Nhưng tất cả đều mong đấng tối cao hãy sáng suốt che chở, bảo vệ người dân vô tội trước dòng lũ. Chỉ mong sau nước lũ nhấn chìm bè lũ vô thần, vô độ đang ăn mặc sung sướng ở Bắc Kinh, chính những kẻ này mới là khởi sự căn nguyên tất cả các tội ác của đất nước Trung Quốc. Có thể kể đến như lão già Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Hoa Xuân Ánh, Cộng sản. Cho những người dân của Trung Quốc, họ chỉ bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc dắt mũi mà thôi. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng, mưa lũ suốt hơn một tháng vừa qua đã làm cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Và câu hỏi đặt ra rằng liệu Trung Quốc đang gặp những vấn đề đen tối như thế thì ông Tập Cận Bình có xin từ chức và nhường chức cho ai đó hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì ông Tập Cận Bình được cho là người quá tham lam nhất trên thế giới.
ông không chỉ tham quyền cố vị, ông ta còn nuôi tham vọng muốn đưa Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương trên thế giới, vượt qua cả Mỹ và châu Âu. Đấy chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt thời gian dài vừa qua, ông ta luôn chiếm trọn Biển Đông về cho Bắc Kinh, bởi vì ông ấy lý giải rằng Biển Đông có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi cho Trung Quốc. Đó chính là lá chắn quân sự, là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên, dầu khí cũng như thủy hải sản cho Bắc Kinh, một nước mà dân số lớn nhất thế giới và muốn đưa Trung Hoa đại lục trở thành giấc mộng Trung Hoa, trở thành siêu cường lớn nhất thế giới, thì đầu tiên ông ta phải chiếm bằng được Biển Đông. Đây chính là ước nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà quân đội của Bắc Kinh trong thời gian dài vừa qua liên tục đem tàu chiến, máy bay ném bom ra ngoài Biển Đông để càn quét uy hiếp các nước trong khu vực, hòng cướp được Biển Đông. Tuy nhiên, các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, liên tục ra tay trừng trị Trung Quốc, nếu không Biển Đông sẽ thuộc về Bắc Kinh rồi. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình được cho là không chỉ muốn chiếm trọn Biển Đông mà ông ta còn muốn chiếm cả núi cao nhất trên thế giới, Himalaya nổi tiếng của Ấn Độ và cũng là dãy núi nổi tiếng trên thế giới. Ông còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm dãy núi Rồng Vàng của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn muốn chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông và tất cả những tội lỗi đều do lòng tham của ông Tập Cận Bình gây ra. Đây chính là lý do vì sao mà nhân quả báo ứng cũng như nghiệp quật đang đổ lên đầu của ông Tập Cận Bình. Ông ta phải hứng chịu những tội lỗi của mình gây ra. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà gần 90 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn, bão táp mịt mờ. Các chuyên gia thủy văn của thế giới còn cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc cần tiếp tục đón nhận nhiều điều tồi tệ, đau thương mà thiên nhiên đang ập tới. Chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất trên thế giới có bị vỡ hay là không, khi mà nó đang chứa một lượng nước lớn nhất trên hành tinh với hơn 65 tỷ mét khối nước. Và khi nó vỡ, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài biển khơi. Sự khủng khiếp tàn phá của nó chúng ta sẽ được chứng kiến trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng mưa bão liên tục càn quét Trung Quốc trong những ngày vừa qua gây ra một thiệt hại vô cùng to lớn cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Mưa bão đã xảy ra hoàn toàn, có thật chứ không phải là chuyện hư cấu. Rất nhiều quý khán giả nghe nhiều tin về mưa bão trong suốt thời gian vừa qua đã lên tiếng nói rằng hoàn toàn bịa đặt và hư cấu. Những người nào ghét Trung Quốc thì mới ám chỉ nhiều mưa bão như vậy, nhưng thực tế thì mưa bão đang diễn ra một cách hết sức chân thật. Thông qua tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết lũ lớn đe dọa di sản thế giới 1.200 năm tuổi, tờ báo của Trung Quốc nêu chi tiết như sau. Lũ lụt trên thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người. Dòng nước lũ cũng đe dọa một di sản lên tới 1.200 năm tuổi, đó là di sản mang tên tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn hay còn gọi là Lạc Sơn Đại Phật, cao tới 71 mét. Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Khi dòng nước lũ đục ngầu dâng lên ngón chân cái của bức tượng, lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1949 tới nay, thông tin trên cũng được truyền thông Trung Quốc CCTV đưa tin vào bản tin thời sự tối ngày 18 tháng 7, nói rằng mưa lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, sông Hoàng Hà, sông Mekong đã làm cho nước lũ dâng cao, đục ngầu, nhấn chìm toàn bộ những vùng trũng của Trung Quốc. Hiện cơ quan chức năng Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp và di chuyển ngay những người dân của Trung Quốc tới nơi tránh trú an toàn. Vào sáng ngày 19 tháng 7, truyền hình Trung ương Trung Quốc còn cho biết thêm nơi có con sông Dương Tử chảy qua đã nâng ứng phó khẩn cấp lên mức tối đa và cao nhất trong lịch sử. Ủy ban tài nguyên nước của sông Dương Tử, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát về con sông tuyên bố báo động đỏ vào tối ngày 18 tháng 7. Ủy ban này cho biết mực nước tại một số trạm quan trắc dự kiến sẽ vượt quá mức nước chống lũ an toàn từ 3 đến 5 mét. Đây là một trong những lượng nước nguy hiểm nhất mà Trung Quốc từng chứng kiến. Chính vì vậy mà hôm qua, cơ quan đầu não của Bắc Kinh đã quyết định mở thêm 11 cửa xả lũ tại con đập Tam Hiệp. Hiện con đập Tam Hiệp có 30 cửa xả lũ, nhưng với tình hình cấp bách nguy hiểm kể trên thì cơ quan đầu não của ông ta quyết định hy sinh một số nơi ở hạ lưu sông Dương Tử, đập Tam Hiệp để cho xả lũ. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết thì hiện mưa to đến rất to kèm theo bão, vòi rồng, lũ quét, lũ ống tiếp tục đổ dồn vào phía Trung Quốc, khiến cho mực nước trên 500 con sông lớn bé và những con đê có nguy cơ bị vỡ. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, đỉnh lũ của trận lũ số 5 trên sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Mekong đã đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp với lưu lượng trên 75.000 m3 trên giây.
Đây là một lưu lượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử mà Trung Quốc phải chứng kiến. Hiện đập này đang phải mở tới 11 cửa xả lũ với lưu lượng lũ lên tới 49.200 m khối trên giây. Dự báo đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục mở thêm những cửa xả lũ trong một vài ngày tới và nguy cơ vùng hạ nguồn tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước là 100%. Tất cả những tỉnh như An Huy, Hà Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Thượng Hải đều đang trong tình trạng ngập lụt, sống trong cảnh bão lũ, tất cả bị chìm trong biển nước lũ, có tới hơn chục ngàn ngôi nhà bị ngập chìm và rất nhiều ô tô trôi lênh láng ngoài đường. Điện, đường, trường, trạm của Trung Quốc bị phá hỏng, toàn bộ các hệ thống như trường học, bệnh viện, sân bay, bến cảng đều bị phong tỏa và ngừng hoạt động. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền và vật chất. Đây cũng chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập, bởi vì trong thời gian vừa qua, chính quyền của ông ta đã gây ra rất nhiều đau thương cho thế giới ở Biển Đông và các vùng biên giới lân cận với phía Trung Quốc. Các nước nói rằng Trung Quốc đang bị trừng phạt bởi mẹ thiên nhiên và đấng tối cao. Quả đúng là không sai. Bất kể những ai mà làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý và đi ngược lại với an ninh an toàn của thế giới thì đều bị trừng phạt. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!